Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 12 tây tháng 10 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ một số cái điều liên quan đến tiền hưu, an sinh xã hội, Social Security Benefits. Vào đâu để mà chúng ta có thể ước lượng được, mình biết được cái cách tính cái tiền hưu trong tương lai của mình là như thế nào? Đối với những anh chị em mà còn trẻ thì có nên tạo một cái tài khoản với an sinh xã hội hay không để mà mình biết được cái tiền hưu trong tương lai của mình là sao, rồi mình có được bao nhiêu tín chỉ, rồi mình đủ 40 tín chỉ chưa, rồi mình có biết được cái số cụ thể, cái earnings hàng năm của mình là như thế nào. Chẳng hạn thì bản thân Ngọc thì Ngọc vừa mới tạo cái account của mình, cho nên là Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị cách tạo tài khoản. Và những cái thông tin Ngọc chia sẻ ở đây thì quý vị tham khảo thôi, tại vì bản thân Ngọc, Ngọc không làm cho an sinh xã hội, Ngọc không làm cho chính phủ. Và Ngọc thấy cái kênh bên xã hội USA thì anh này ảnh chia sẻ rất là kỹ tỉ mỉ và ảnh làm cho an sinh xã hội, cho nên là quý vị có thể qua kênh của ảnh để mà biết thêm những cái trường hợp cụ thể, hoặc là đến bên an sinh xã hội để họ tư vấn cho cái trường hợp của mình nếu như mà mình gần đến cái tuổi về hưu rồi. Thì bản thân Ngọc thì Ngọc muốn tìm hiểu cho trường hợp của mình và Ngọc cũng muốn tìm hiểu cho gia đình của mình, cho nên là Ngọc muốn chia sẻ lại những cái thông tin Ngọc đã tìm hiểu rồi. Hôm bữa trước á, là Ngọc có vào cái trang Facebook của MC Việt Thảo, thì Ngọc cũng hay lướt Facebook thì thấy MC Việt Thảo, thì Ngọc vào Ngọc coi, thì Ngọc có coi một cái video về tiền an sinh xã hội. Thì cái cô này á, MC Việt Thảo phỏng vấn cô này, thì cô này mới nói á, một cái câu, thì Ngọc bắt được cái câu này và Ngọc làm theo. Thì cô nói á, dù quý vị ở độ tuổi nào, còn trẻ cũng nên tạo một cái tài khoản account với bên an sinh xã hội. Thì Ngọc đã làm điều này và Ngọc cũng thấy rằng rất là hay, và Ngọc muốn chia sẻ lại cho quý vị cái cách tạo account và vào đó thì mình biết được những cái thông tin gì. Thì hy vọng là quý vị có thể đưa ra những cái quyết định cho trường hợp cụ thể cá nhân của mình quý vị nha. Thì ở đây á, quý vị có thể vào để quý vị tìm cái chỗ là My Social Security Account, ok? Thì quý vị vào cái trang của ssa.gov ha, bên an sinh xã hội. Thì My Social Security Account, nếu như quý vị có tài khoản rồi thì mình đăng nhập, chưa có thì mình phải tạo một cái tài khoản mới. Thì Ngọc bấm vào đây, Ngọc tạo một cái tài khoản mới. Thì sau khi điện thông tin rồi á, thì nó sẽ gửi cho mình một cái đường link về cái email của mình. Quý vị vào, quý vị kiểm tra email, rồi quý vị bấm vào cái đường link đó để mà xác minh cái địa chỉ, confirm cái email address của mình ha. Rồi mình cứ bấm vào đó và tiếp tục mình tạo cái tài khoản cho mình. Thì khi mà Ngọc bấm vào cái đường link đó thì nó sẽ hiện ra những cái yêu cầu để mình có thể là xác minh cái danh tính của mình. Thì nhiều khi quý vị có thể là bằng cách là chụp cái ID của mình gửi cho họ nè, rồi mình làm nhiều cái bước để bảo mật thông tin của mình quý vị nha. Ví dụ như là trong cái video này á, là Ngọc quên chụp một số hình, thì Ngọc chỉ chụp lại những cái gì mà Ngọc nhớ chụp ha. Thì Ngọc điền cái tên của mình, cái tên ha, cái họ và cái MI là middle name initial, là quý vị chỉ để cái chữ cái đầu tiên của cái chữ lót của mình thôi. Rồi cái số an sinh xã hội này điền vào. Cái số an sinh xã hội là một cái điều mà chúng ta rất là quý và phải bảo mật nó. Đừng có chia sẻ những cái số an sinh xã hội này cho những ai mà quý vị không tin tưởng, hoặc là người lạ, quý vị không biết gì người đó hết, thì đừng cho người ta số an sinh xã hội. Đặc biệt là những ai mà gọi vào hoặc là nhắn tin vào yêu cầu quý vị đưa số an sinh xã hội cho họ, rồi họ cho quý vị tiền bao nhiêu đó, những cái chương trình này kia khác nọ, thì đừng làm quý vị nha. Quý vị hãy cúp điện thoại và gọi thẳng vào cái số của những cái, ví dụ như là ngân hàng Bank of America hay là cái bên thất nghiệp hay gì đó, thì quý vị phải gọi thẳng hỏi họ thử họ cần cái số social của mình đúng hay không. Đó, nhiều khi người ta giả danh là bên sở thuế, giả danh cho SBA vân vân, thì quý vị phải làm điều này. Và một cái điều nữa là bên an sinh xã hội họ cũng nhắc mình là đừng có mang cái thẻ an sinh xã hội trong người, không có bỏ vô cái wallet, không có bỏ vô cái bóp cái ví mình đi chợ, đi shopping đồ đó, lỡ nó rớt, nó mất rồi cái người khác người ta thấy được cái thẻ đó là người ta đánh cắp được cái số social của mình đúng không? Thì quý vị hãy cất cái thẻ này, cất kỹ cái thẻ này, chỗ nào mình biết thì mình cất kỹ đi, mình nhớ cái chỗ đó là được rồi. Rồi quý vị nhớ cái con số là được rồi. Ít khi nào mà người ta yêu cầu mình trình cái thẻ đó ra, cho nên mình cũng không có cần mình đem theo trong người làm gì quý vị nha. Rồi quý vị điền cái ngày tháng năm sinh của mình vào, tháng ngày và năm. Thì ở đây nó sẽ
trang một tiếp cái trang nữa là điền cái địa chỉ của mình và cái số phone của mình vào ha. Rồi quý vị bấm tiếp theo, next để đi tiếp. Rồi ở đây thì nó sẽ tới những cái bước bảo mật. Thì Ngọc chọn là chụp hình cái thẻ photo ID để gửi đi. Thì sau khi Ngọc chụp xong mặt trước mặt sau thì Ngọc gửi đi, thì Ngọc bấm vào là yes, Ngọc đã hoàn tất cái việc là chụp hình gửi đi rồi. Thì mình bấm continue để mình đi tiếp. Thì khi mà mình đi tiếp như vậy thì không biết là Ngọc có bỏ qua cái bước nào không nha, tại vì Ngọc quên chụp một số hình đó, thì quý vị có thể là làm được đúng không? Thì ở đây á, nó sẽ chúc mình là đã tạo được một cái tài khoản thành công rồi, và nó hiện lên cái dấu tích màu xanh vậy ha, là ok cũng được rồi. Thì mình bắt đầu mình vào, mình đăng nhập vào để mình coi cái tài khoản của mình như thế nào. Thì ở đây Ngọc thấy rằng là nó hiện lên những cái thông tin như vậy. Quý vị có thể bấm vào cái nút home nha, nút home của cái trên tài khoản của mình để quý vị tìm hiểu thông tin. Thì ở đây Ngọc thấy á, là người ta cho mình biết là mình có bao nhiêu tín chỉ trong 40 tín chỉ rồi. Bản thân Ngọc thì Ngọc chưa đủ 40 tín chỉ, mình cần ít nhất là 40 tín chỉ để có thể xin tiền hưu khi mà quý vị đủ tuổi về hưu. Hưu non là 62 tuổi. 62 đến 70 là quý vị khai hưu rồi. Thì ở đây người ta cũng cho mình biết rằng là trong năm 2020 mình kiếm được bao nhiêu tiền, có đúng hay không, đúng không? Hoặc là quý vị có thể vào đó quý vị coi thử cái earning record, cái history, cái lịch sử về cái thu nhập của mình trong từng năm, cái con số cụ thể là như thế nào, họ đều có trong cái report này hết. Quý vị bấm vào đó, quý vị xem số mà nó ghi trong cái cột là Tax Social Security Earnings mà nó không đúng á, thì quý vị phải bấm vào cái chỗ là Contact Us để mà liên lạc với người ta và yêu cầu người ta chỉnh sửa những cái thông tin này cho mình. Lên này, nói chung là người ta ước lượng thôi quý vị ha. Điền cái ngày tháng năm sinh của mình, tháng trước, rồi ngày sau, rồi năm sinh ha. Rồi ở đây người ta sẽ yêu cầu mình là điền cái năm và cái tháng mà mình theo kế hoạch của mình là mình sẽ nghỉ làm ha. Mình bắt đầu là mình muốn khai hưu là Ngọc điền là 67 tuổi là hưu chính ha. Thì ở đây người ta sẽ cho mình biết là mình muốn chọn là cái vật giá tại cái thời điểm bây giờ hay là theo cái vật giá của trong tương lai. Thì nhiều khi lạm phát đó quý vị, thì quý vị có thể là chọn bây giờ cũng chẳng hạn như vậy để mình cho biết được là cái nó như thế nào, cái số tiền là như thế nào. Thì Ngọc bắt đầu là những cái năm trước, năm 1951 trở về đến năm 1995 thì không có đi làm. Nói chung là sinh năm 70 mà đúng không? Thì những năm trước thì mình còn nhỏ mà không đi làm. Rồi tới năm 1993 thì bắt đầu là học xong xuôi ra đi làm, chẳng hạn như vậy đi ha. Thì Ngọc điền hết những cái năm này luôn. Thì quý vị có thể vào cái annual earnings record thì quý vị lôi ra trong cái tài khoản của mình á, là quý vị điền vào ha. Ở đây là Ngọc chỉ điền một cái ví dụ thôi. Những cái năm mà Ngọc không có đi làm thì Ngọc để là số 0 ha, số 0. Đừng có để trống quý vị nha, quý vị phải để thật số 0. Và năm 2021 dự kiến cái earning của mình là bao nhiêu thì mình để vào. Và những cái năm ví dụ như năm 2022 và những cái năm sau đó, ví dụ năm 23, 45 mình tiếp tục làm việc như vậy đến khi nào mình 67 tuổi á, thì mình ngừng đúng không? Thì ở đây thì mình điền vào là 75.000 mỗi năm. Đó. Nếu như mà mình làm ít hơn thì nhiều khi cái con số tính ra nó sẽ nhỏ hơn, mà làm nhiều hơn thì có thể là nó sẽ được nhiều hơn chẳng hạn. Thì ở đây mình bấm vào cái chỗ calculate benefit đúng không quý vị? Thì ở đây người ta sẽ cho ra một cái con số là theo cái trị giá đồng tiền hiện giờ đó, thì mỗi tháng như vậy quý vị có thể lãnh được là 2.543 đồng. Đó. Và ở đây người ta sẽ cho mình biết là nếu như trường hợp mà mình bị bệnh disabled hoặc là mình qua đời đó, thì mình sẽ không có, ví dụ như mình qua đời trong năm 2021 chẳng hạn, thì đó là cái ví dụ nha. Rồi thì tất cả những cái năm sau thì mình sẽ không có cái earning nào hết, thì cái monthly benefit của cái trường hợp là mình
bị bệnh tật thì là 2.326. Còn những cái trường hợp ví dụ như là cái child, cái người con của mình mà còn sống sót á, thì được lãnh là 1.789. Những cái trường hợp mà vợ chồng của mình á, thì là được lãnh khi mà mình qua đời á, thì họ sẽ lãnh được là 1.798. Rồi khi mà vợ chồng của mình á, mà ở cái độ tuổi hưu chính thì họ sẽ lãnh được là 2.385, vân vân. Thì đó là cái vấn đề về những cái thành viên trong gia đình họ có thể lãnh theo cái hồ sơ của mình. Rồi trường hợp là mình bị bệnh tật thì mình có thể lãnh tiền SSDI. Đó thì quý vị có thể tham khảo thêm. Rồi nếu như ở đây quý vị muốn biết được cái số tiền mà quý vị có thể nhận được theo cái vật giá của tương lai, tức là trong tương lai có thể là ví dụ như cái 2.000 của năm nay thì trong tương lai có thể là 3-4.000 chẳng hạn đó, thì ở đây quý vị sẽ bấm vào cái chỗ future và quý vị bấm vào cái chỗ calculate benefit thì coi thử cái số tiền nó tăng lên như thế nào ha. Đó cái số tiền này quý vị, đó tới 4.000 mấy chứ không phải là 2.000 mấy nữa. Đó là theo cái vật giá của tương lai ha, còn cái vật giá hiện thời là 2.000 mấy thôi. Thì cái cách tính là như vậy, thì hy vọng là Ngọc sẽ làm xong cái video về cái cách tính cụ thể như thế nào. Ở đây thì nó ra một cái trường hợp cụ thể như vậy quý vị. Quý vị có thể xem cái trường hợp là cô A và cô B ha. Một cái trường hợp như vậy thì một người là làm cái income bình thường thôi, một người là làm income khá là cao và nó vượt ngưỡng luôn. Thì nó tính như thế nào thì Ngọc sẽ chia sẻ trong một cái video đó, làm sao để ra được cái EIME và cái band points như thế nào, và cái như thế nào để mà ra được cái con số ở cái độ tuổi hưu chính quý vị có thể nhận được là mỗi tháng là bao nhiêu, rồi mình có thể tính được ra ở cái độ tuổi hưu non thì mình lãnh được là mỗi tháng là bao nhiêu, thì Ngọc sẽ chia sẻ trong một cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video khác quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video này. Quý vị có thể vào cái trang của ssc.com. Ngọc có một số cái đường link như thế này Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị. Và Ngọc hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và chúc sức khỏe. Bye bye now.